Xin chào tất cả mọi người, xin chào các bác. Hôm nay em lại giới thiệu tới mọi người một sản phẩm đấy gọi là lốc điều hòa của Kia Morning 2008 đến 2010. Hàng được nhập khẩu từ nhà máy Halon Hàn Quốc các bác nhé. Bây giờ em cùng các bác sẽ đi qua chi tiết tổng thể của cái lốc này một lần. Nhiều anh em có comment và điện hỏi em và chat tin nhắn thì có hỏi là sao lại gọi là nhà máy Hanon. Thực ra đây là tên gọi mới của nhà máy HCC từ đợt trước các bác nhé. Nó bắt đầu đổi tên từ năm 2015. Tất cả các hoạt động, quy trình sản xuất nó vẫn như thế, không có gì thay đổi cả. Nó chỉ là đổi tên thương hiệu thôi ạ. Đây, anh em nhìn này. Đây gọi là buli, mặt vít, buôn điện, thân lốc. Còn Kia Morning này thì xe nó cũng nhỏ, lốc nó cũng nhỏ. Nó cũng giống như dòng Spark, nhỏ. Anh em có nhu cầu cần tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333 hoặc 0366495112, hỗ trợ tư vấn lắp đặt, thay thế, kiểm tra vệ sinh hệ thống điều hòa tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số điện thoại là 0856727222. Ta sẽ nhìn tổng thể lại cái lốc một lần nữa. Cảm ơn anh em đã có chút thời gian xem video của em. Đây là tổng thể hộp của nó anh em. Bên này họ đóng gói thì rất là chắc chắn để cho vì vận chuyển chủ yếu bằng đường thủy, đâm ra họ phải làm như thế này nó mới đảm bảo. Em xin cảm ơn mọi người ạ.